cháu vừa mới ăn bánh này. Bánh mì không? Bánh mì không. Thế cháu vừa ăn bánh kia này, cháu xem là ăn gì. Ăn là ăn gì. Hay là lát nữa. Ý bao. Lát nữa rồi. Nữa nhá. Cháu vừa ăn xong còn bao. Mấy giờ rồi nhỉ? Đến 11 giờ. 12 giờ ăn nhá. Ồ, không nhìn thấy đứa nào comment luôn. Này, quan tâm, tắt cái này. À đây rồi, ôi trời, nó chào từ nãy đến giờ. Chào Trang Huyền nhá. Đây rồi, cách chào nhà mình rồi. Hơi rung lắc tí tại vì không phải ngồi ở cái góc thân quen. Hello. Chào Đỗ Hoàng Hiếu. Chưa. Tối nay nha Đỗ Hoàng Hiếu nhá. Chiều nay nhá. Chiều nay mới live VIP. Live VIP học buổi chiều. Chào Lan Anh. Chào Đỗ Hoàng Hiếu. Hello. Chào cả nhà. Chào tất cả các cháu của chú Minh Mielin. Đấy, tình hình là gần như là có 53 tỉnh thành trên 63 tỉnh thành của cả nước đã quyết định nghỉ thêm một tuần nữa. Và khi mà nhận được cái thông báo này thì chúng mình nó cũng không quá là bất ngờ, bởi vì là như chúng mình đã nói chuyện với các cái bạn của chúng mình ở bên bác sĩ thì đỉnh dịch sắp tới nó khoảng một tầm 5 đến 10 ngày nữa là đỉnh dịch. Thế nên là các cháu cần chú ý là ở nhà và giữ gìn sức khỏe, không ra ngoài đường hay là tiếp xúc những nơi đông người nhiều. Thế cũng chính bởi vì vậy nên là các cái trường nghỉ vậy nên chúng mình thực hiện cái chuỗi live stream liên tục hàng ngày vào lúc 11:30. Hôm nay chúng mình xin phép là thực hiện sớm lên chút, lên lúc 11 giờ. Nếu mà có sớm lên thì cũng chỉ sớm lên 30 phút, mà nếu mà có muộn đi cũng chỉ muộn đi 30 phút thôi. Chính vì vậy nên để nhận được thông báo mỗi lúc mà live stream của chúng mình, các cháu nhớ là đặt xem trước cái fanpage của chúng mình để mỗi khi chúng mình live stream các cháu có thể nhận được thông báo để mà chúng ta có thể vào học. Bởi vì là như các em được biết thì có khả năng cao là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ lùi lại, khả năng cao. Nhưng khi thi trung học phổ thông quốc gia đã lùi lại thì có rất nhiều bạn trong 2 tuần này, nhất là những bạn học sinh học offline cũng như live VIP của chúng mình, thì cày xuyên Tết. Không những Tết cày mà 2 tuần này cũng cày. Thế thì nếu mà như vậy thì mặt bằng chung những bạn ấy cày đi thì mặt bằng chung điểm nó sẽ cao lên. Và khi mà mặt bằng chung điểm nó sẽ cao lên như vậy thì sẽ dẫn đến một điều, đó là những cái bạn nào mà lười trong 2 tuần chỉ có chơi bời ấy, thì sẽ điểm sẽ thấp. Đấy là một cái điều mà thực tại mà nó cần phải nắm được. Thế chính vì vậy nên là chúng mình thực hiện cái chuỗi live stream này để giúp cho tất cả các bạn và các em cùng có thể học với nhau, để cùng có thể chúng ta cùng chăm chỉ, để cùng có thể thi được một cái điểm thi gì đó nó tốt nhất và cùng bước vào cái trường ước mơ của chính mình. Thế thì buổi live stream này hôm nay chúng ta sẽ thực hiện tiếp của cái buổi live stream trước. Chúng ta đã sang đến buổi thứ 6 rồi, đáng nhẽ là mỗi tối thứ 2 hàng tuần, nhưng hiện tại bây giờ chúng ta sẽ là quẩy liên tùng tục luôn, đấy chưa? Thì không nói năng nhiều nữa, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi hôm nay. Các cháu nhớ là kết bạn lại với chúng mình nhé. Được chưa? Ok, chúng ta bắt đầu. Mở. Đáng nhẽ là 11:30 nhưng mà hôm nay chúng mình có tí việc bận nên là chúng mình sẽ live stream sớm nhá. Hôm nay chúng mình có chút việc bận, việc cá nhân, tí được đi ăn. Hello. Chào cả nhà, hơi mờ đúng rồi. Live VIP tối nay nhá, thống nhá. Tối nay chúng mình đi công tác về thôi. Ok, chúng ta bắt đầu học. Buổi hôm qua chúng ta đang làm đến cái phần 250 lý thuyết câu vô cơ là xong rồi. Chúng ta hôm qua mới sang đến 250 câu lý thuyết hữu cơ, đúng không? Chú vẫn like bài tập giải đề mà con. Chú vẫn like bài tập giải đề mà. Vào buổi tối cơ, chứ không phải like vào buổi chiều. Nhá, mình bắt đầu nhá. Ok, hôm qua chúng ta mới dừng lại ở câu số 40. Hôm nay chúng ta sẽ sang câu tiếp theo, câu số 41. Ok, hôm nay rằm. Ồ đúng rồi, hôm nay rằm chúng mình còn chưa mua gì ạ. Chưa mua gì luôn. Chưa ra khỏi nhà luôn. Nào, câu 41. Khả năng cao khéo sắp tới phải chui vào thành phố Hồ Chí Minh tránh dịch. Cháu nào đang ở thành phố Hồ Chí Minh có lớp 10 Huy Nguyễn nhá. Cháu nào đang ở thành phố Hồ Chí Minh điểm danh cái nào. Chúng mình khả năng cao chúng mình sẽ chui vào trong đấy để chống dịch. Chứ tình hình ở ngoài miền Bắc này nguy hiểm quá. Trời, thời tiết thì lạnh. Xong rồi. Qua có em nhá. Qua có anh Trần. Nào, chúng ta có câu minh họa. Đề
câu 41 để minh họa năm 2019. Chúng ta không nói năng gì nhiều nữa, chúng ta tập trung vào làm bài tập. Và các cháu nhớ comment đáp án thật mạnh mẽ vào để mà cho mình vừa tổng ôn ở lý thuyết, bởi vì chúng biết là rất nhiều bạn là toàn lý thuyết hữu cơ rồi. Đây là một cái mà rất là quan trọng dành cho các bạn và các cháu nhá. À, phần hữu cơ ăn Tết xong là quên vợ ấy rồi, sau lại còn nghỉ 2 tuần này nữa. Sau lại còn nghỉ 2 tuần nữa. Được chưa? Sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn làm giảm mùi tanh. Chúng ta phải hiểu là cái mùi tanh của cá là do cái gì? Mùi tanh của cá là do các anh amin, đúng không? Các anh amin là RNS2. Thế thì amin là RNS2 này là nó có tính gì? Tính bazơ. Được chưa? Thế giấm ăn là gì? Giấm ăn là bắt nguồn từ axit là CH3COOH. Được chưa? Em vào thành phố mình gặp nhau, ok. Nhớ đeo khẩu trang nhá. Vậy mình thấy này, có phải là rõ ràng là giấm ăn là axit thì CH3COOH nó tác dụng với RNS2 đúng không? Được chưa? Nó tác dụng với RNS2. Được chưa? Vậy thì tại vì anh Trần chưa đặt xem trước. Đấy, thế nên là khi mà hai này tác dụng với nhau thì mùi tanh sẽ bị giảm. Nên sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn để làm giảm mùi tanh là chính xác. À đúng. Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo. Cái này phải hỏi mấy thằng con trai. Mấy thằng con trai rất hay dùng mấy cái loại dầu này mà nó biết là như thế nào. Như chú Minh vẫn dạy trên lớp thì dầu thực vật thì nó trơn hơn, còn dầu nhớt thì nó xước hơn, nó đau hơn, đúng không? Thế nên là nó không phải có thành phần chính. Dầu thực vật thì chính xác thành phần chính là chất béo. Nhưng mà dầu nhớt bôi trơn máy thì là thành phần chính là các hydrocarbon mạch dài. Và do nó là các hydrocarbon mạch dài nên nó chỉ gồm có carbon và hydro. Còn dầu thực vật thì chất béo nên nó có carbon, hydro và oxy. Đây, nên là đều có thành phần chính là chất béo là sai. Thấy chưa? B, sai. Hello, chào cả nhà. Câu C. Cao su khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Cái câu này thì chúng ta chính xác luôn. Ngày xưa khi mà nghiên cứu là cao su ấy, thì cao su nó rất dễ bị mài mòn. Chắc là chạy một quãng đường khoảng 1 km thì bay mất một cái lốp rồi. Chính vì vậy nên là loài người mới phải tìm ra, nghiên cứu ra một cái cách đó là lưu hóa cao su. Có nghĩa là tạo thành các cái đầu, các cái cầu đi sunfua để liên kết giữa các cái mạch isoprene lại với nhau. Thì từ khi mà lưu hóa vậy thì có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Chính vì vậy nên là khi mà đốt những cái lốp xe chúng ta thấy có mùi khó chịu, đúng chưa? Đó là một sản phẩm của SO2 gây ra cho chúng ta khó chịu nhức đầu đấy nhá. Chào Nguyễn Thị Nga, hello, chào tất cả các bạn và các em. Các em nhớ xe video livestream lại về tường nhá. Vậy C đúng. D, khi làm trứng muối ngâm trứng trong dung dịch NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein. Chúng ta phải nhớ này, trứng của chúng ta đúng không, thì chúng ta có lòng trắng trứng là gì? Albumin, đúng chưa? Lòng đỏ trứng gà thì các cũng là các protein. Bởi vì khi ngâm trong NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein là chính xác. D, đúng. E, thành phần chính của bông nõn là cellulose. Thành phần chính của bông nõn là cellulose, hoàn toàn chính xác luôn. Chính xác, thành phần chính của bông nõn là cellulose. Nó có 99% là cellulose, các cháu nhớ nhé. 99% là cellulose. G, để giảm đau nhức khi bị kiến đốt. Chúng ta phải hiểu là tại sao khi bị kiến đốt ta lại bị đau nhức nhá. Tại sao khi bị kiến đốt ta lại bị đau nhức? Tại vì thế này, ở bên trong đít con kiến hay ở bên trong đít con ong thì cái dung dịch mà nó tiết ra khi nó cảm giác cái bị nguy hiểm đó là dung dịch acid formic. Đây là một thằng acid. Acid này khi vào da chúng ta sẽ gây bị bỏng. Chúng ta bị bỏng acid. Được chưa? Thế vì vậy nên là để vào vết đốt để giảm đau nhức thì bôi vôi tôi. Vôi tôi chúng ta là gì? Là CaOH 2 lần. Đúng không? Vậy đây là một anh kiềm, đây là một acid. Acid tác dụng với kiềm. Vậy là kiềm có khả năng trung hòa acid nên khiến chúng ta giảm đau nhức, được chưa? Chính xác. Vậy là đúng. Vậy ở đây mình có này, chúng ta nhìn thấy này, với những cái đề thi minh họa cũng như đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 hay 2018 trở lại đây thì các thầy ra đề cũng như Bộ Giáo dục đã yêu cầu chúng ta phải có kiến thức hiểu biết về thực tế rất là nhiều. Nên các em chú ý là song song với việc không chỉ luyện bài tập mà chúng ta còn phải đi hiểu về mặt lý thuyết nữa. Đấy chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ có A, C, D, E, G. Mình có tổng cộng là 5 nhận định đúng. Đáp án đúng là đáp án A. Đấy chưa? Các cháu ơi, chú Minh rất hay bị mắt lé. Thế nên là các cháu nhớ comment đáp án để mà chú Minh nhìn thấy. Nhỡ chẳng may chú Minh có bị mắt lé thì chú Minh còn nhìn rõ là chú Minh bị nhầm, chú Minh còn sửa thật nhanh nhá. Mắt của chú Minh hay bị lé lắm. Nào, mình sang câu 42. Đề minh họa năm 2015. Ở trên thế giới có rất nhiều người mắc bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất gì? Trên thế giới nhé, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá này. Nguyên nhân chính do trong khói thuốc lá có chứa cái gì? Có rất nhiều người bảo với chúng mình là hút thuốc lá không độc. Chúng mình thấy là hút thuốc lá khá là độc. Đấy chưa? Hút thuốc lá chia thành hai loại người. Một loại là hút thuốc lá thì nó gầy đi. Một loại là hút thuốc lá là nó béo đi. Nhưng chung quy tất cả đều bị đen phổi hết.
được chưa? Thế thì ở đây mình có là khói thuốc lá thì có chứa thằng nào mà gây độc, đó là nicotine, được chưa? Vừa chất gây nghiện và vừa chất gây độc. Và kể cả thuốc lá điện tử thì cũng như vậy, được chưa? Aspirin là thuốc cảm đúng không? Caffeine là chất gây nghiện ở bên trong cà phê, còn morphine là chất này là như là không nhớ, nếu nhớ không nhầm là morphine như ở trong là kháng sinh à? Hay là thuốc hình như kháng sinh, nhớ không nhầm là vậy. Đúng rồi, ok, à chính xác luôn. Chúng ta sang tiếp câu số 43 trong đề minh họa năm 2015. Đúng rồi, à chính xác, cảm ơn Minh Đào Công. À, các bạn mà đăng ký mua quyển sách này thì có thể inbox cho chị Thanh Dịu ở phía dưới hoặc inbox ở cái link ở phía dưới nhá. À, khi mà đăng ký mua cuốn sách này thì em sẽ được tặng kèm thêm một bộ video giải full cuốn sách này do chúng mình lên live stream. Được chưa? Mình sang câu 43. Ankin là những hydrocarbon không nọ. Ankin là những hydrocarbon không nọ. Ui, cái này là kiểm tra lại phần kiến thức lớp 11. Đấy, đứa nào mà không nhớ phần kiến thức lớp 11 là toang. Toang luôn, toang cả nải luôn. Ankin là những hydrocarbon không nọ. Mạch hở có công thức chung là. Thế chúng ta phải nhớ lại đã, định nghĩa của ankin là gì? Để chúng mình vừa dạy chúng ta vừa ôn lại. Chúng ta vừa ôn lại kiến thức. Ankin là những hydrocarbon không no trong phân tử có chứa một liên kết 3CC. Được chưa? Thế thì một liên kết 3CC này thì bao gồm một liên kết sigma và hai liên kết pi. Được chưa? Nó bao gồm một liên kết sigma và hai liên kết pi. Thế ở đây chúng ta lưu ý này. Mọi hydrocarbon chúng ta thì đều có công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 trừ 2K. Lưu ý nhé. Chúng ta có K bằng pi cộng vòng. Do anh này là hydrocarbon mạch hở rồi nên không có vòng. Pi chúng ta vừa tìm là 2pi. Vậy K chúng ta bằng 2. Vậy thế vào đây thì mình sẽ được là ankin chúng ta sẽ có dạng là CnH2n này cộng 2 trừ đi 2 nhân 2 là trừ đi 4. Vậy là CnH2n trừ 2. Được chưa? Vậy ankin của chúng ta đều có công thức tổng quát là CnH2n trừ 2. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Sang câu 44. Khả năng cao là các cháu học sinh của chúng mình là không bị dính virus corona đâu. Nhưng mà cứ ở nhà nhiều như này đến tận 16 tháng 2 mới đi học thì chúng ta sẽ bị dính virus cô đơn qua. Đấy. Bao nhiêu cháu bị dính virus cô đơn qua thì chấm cho chúng mình biết xem nào. Ui dồi ôi, bao nhiêu cháu bị dính virus cô đơn qua. Câu 44. Câu 44. Nào, mình có câu 44. Câu 44, tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2OH là gì? Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2OH là gì? Đấy, mình có này. À, tên thay thế nhé. Lưu ý, chúng ta phải lưu ý từ tên thay thế. À, nhiều bạn là chọn nhầm tên thường, đúng chưa? Bị dính 18 năm nay là chú Minh còn bị dính 28 năm rồi cơ. Cháu có gì mà kêu. Nào, vậy mình có là anh này có 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. Vậy mẹ em phải, đúng không? Mẹ em phải. Vậy anh này là propan, đúng không? Bỏ pentan đi. Lừa những đứa mà không biết gì đây. OH đính ở đầu tiên, vậy là 1. Vậy là propan, 1 ôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án à. Hello, chào Hoàng Thị Tú, chào Nguyễn Thúy Nga. Hello, chào cả nhà. Các thanh niên lớp offline nhớ xem video livestream lại cho thầy nhá, để cho các bạn cùng vào buổi xem livestream của chúng ta. Được chưa? Nào tiếp tục. Tiếp tục nào. Câu số 45. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Mệt mỏi đấy. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc nào các cháu? Chất nào sau đây phản ứng tráng bạc? Đố biết. Đố biết luôn. Nào, chất nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Ta có nha. Để điều kiện để có phản ứng trắng bạc, lưu ý này, điều kiện để có phản ứng trắng bạc, nó là phải có yêu cầu cái gì? Nó là phải có nhóm chó. Được chưa? Bắt buộc phải có nhóm chó. Hoặc là có HCOOR phải. Một trong hai điều kiện. Vậy mình có này. Anh này không có chó, vứt. Anh này ancolitic không có. Anh này là metinamin không có, vứt. Anh này là acid acetic không có, vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Anh này là aldehyde acetic. Có chó, được chưa? Chọn ngay. Tiếp tục nhá, sang câu 46. Sang câu 46. Đề minh họa năm 2015. Cho dãy các dung dịch sau, số dung dịch phản ứng được với phenol. Thế muốn biết là những dung dịch nào có khả năng phản ứng được với phenol ấy thì chúng ta phải lưu ý một điều. Lưu ý một điều là phenol là công thức như thế nào đã. Phenol công thức của chúng ta là C6H5OH. Đúng không? Phenol công thức của nó là C6H5OH. Đây là cuốn 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết, được chưa?
C6H5OH. Thế thì C6H5OH có tính gì? Nó có tính axit yếu. Axit yếu. Khi mà nó có tính axit yếu thì chắc chắn nó không phản ứng với bọn axit. Thế là bỏ ngay được HCl. Thế vậy là nó sẽ phản ứng được với NaOH dung dịch kia. Đúng không? Chú ý, bởi vì nó có tính axit yếu nên nó không phản ứng với NaHCO3. Chúng ta có một phản ứng chứng minh là phenol không phản ứng với NaHCO3, đó là phản ứng mà CO2 cộng H2O cộng với lại C6H5ONa được ghi trong sách giáo khoa lớp 11 để tạo thành C6H5OH kết tủa cộng với NaHCO3. Đây, phương trình này khiến cho chúng ta nhìn thấy là C6H5OH tồn tại trong NaHCO3 nên chúng nó không phản ứng với nhau. Và dĩ nhiên nó cũng không phản ứng với NaNO3. Đúng không? Bỏ tiếp. Cuối cùng có phản ứng với brom để tạo thành kết tủa máu trắng nhá. Vậy mình chỉ có mấy chất thôi. Đây thầy vừa nhìn thấy là bạn Minh Đào Công comment đúng này, hai chất NaOH và Br. Đáp án đúng đáp án A. À, hai chất. Đấy. Mấy cái câu để minh họa này nó rất là hay thi. Các cháu chú ý nhá. Chú ý học xem lại video livestream này về tường và tát tất cả các bạn ở trong video livestream. Được chưa? Nào mình tiếp sang câu 47. Câu 47. Một số axit như axit oxalic, axit tartric gây ra vị chua trong quả sấu xanh. Ui giời ơi, quả này thì các bạn nữ là cực kỳ thích ăn. Thích ăn lắm, nào là sấu xanh xong xoài xanh xong cóc xanh. Ui giời ơi, nói là phát là nước bọt chảy nhầy nhụa. Nào, trong quá trình làm món sấu ngâm đường người ta sử dụng dung dịch nào sau đây là giảm vị chua? Thế vị chua là gì? Vị chua là do axit. Vậy giảm vị chua. Giảm vị chua thì đợi là giảm nồng độ axit xuống. Giảm nồng độ axit xuống thì nó phải tác dụng thằng bazơ. Được chưa? Dĩ nhiên không để cho giấm ăn là được. Cái này chúng ta biết thừa, nó càng chua thêm thôi. Đúng không? Muối ăn thì khiến cho mặn thêm chứ chẳng có giảm độ chua. Phèn chua. Phèn chua không? Ăn phèn chua vào mà đi à? Đúng không? Vậy chỉ có nước vôi trong CaOH 2 lần. Dung dịch nước vôi trong cho chúng ta môi trường kiềm thì cho vào đây để giảm vị chua của quả sấu. Được chưa? Nhưng đừng có đứa nào ăn sấu xanh thấy chua quá lại đi chấm với lại nước vôi trong nhá. Hoặc ngâm không ổn. Được chưa? Vậy là bỏ ngay. Vậy đáp án đúng đáp án A. Thầy đừng nhắc tới đồ ăn. Nghỉ ở nhiều, nghỉ ở nhà nhiều, khổ thế. Bây giờ không có đồ ăn vặt. Nhỏ thật. Hello, chào Vũ Hồng Anh. Nó sang tiếp câu 48. Câu 48. Khi bị ốm, mất sức. Khi bị ốm, mất sức. Nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là. Thì cái chất này còn được gọi là huyết thanh ngọt nhé. Nào đi thi mà đề bài có hỏi là huyết thanh ngọt thì mình phải biết. Huyết thanh ngọt. Được chưa? À, cái chất này nó tồn tại 0,1% trong cơ thể người. Và chúng ta còn biết được cái chất này dưới dạng là đường nho. Và nó chiếm 30% trong mật ong. Và cái chất này không thể nào khác mà nó chính là gì? Glucose. Glucose nhá. Saccharose là đường mía. Fructose là đường nho. Maltose là đường mạch nhá. Được chưa? Các cháu nhớ chưa? Mình sang câu tiếp, câu số 49. Đề minh họa năm 2015. Số este có công thức phân tử là C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit kiếm ít người yêu thôi. Ui giời, cái livestream như chú Minh này làm gì có người yêu. Nào, câu 49, số este có trong công thức phân tử C4H8 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic là. Vậy đầu của nó phải là đầu gì? HCOO. Đúng chưa? Vậy đầu tiên mình sẽ có là HCOO này. Ba thằng carbon này. Một cháu nhá. Thứ hai này, HCOO này. Đây. Cháu thứ hai nhá. Đúng chưa? Đây, thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic. Đúng không? Vậy là mình chỉ có mấy cháu thôi. Đây là cháu số 1 và đây là cháu số 2. Chỉ có hai cháu thôi, bởi vì anh này là este no đơn chức nên chỉ có hai cháu. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Hãy các cháu nhớ lưu lại để những câu rất hay thi. Chúng ta sang tiếp. Câu 50 để minh họa năm 2015. Thủy phân một triglycerid. Ui, cái này đứa nào học live viết của chúng mình thì nhớ ngay này. Thủy phân một triglycerid X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat. Tỷ lệ mol tương ứng là 1. 1 mol. Và natri stearat tỷ lệ mol tương ứng là 2. 2 mol. Thế vậy có nghĩa là 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Đặt luôn là natri acetat có ký hiệu là 2 luôn thì 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Được chưa? Để bài hỏi là có bao nhiêu triglycerid thỏa mãn tính chất trên. Có nghĩa là chỉ cần thỏa mãn thủy phân ra được 1 thằng 1 và 2 thằng 2 thôi.
Đúng không? Vậy bây giờ mình đi chơi bài xếp số. Chơi bài xếp số này thì là phù hợp với những đứa nào biết xếp hình. Đấy, đứa nào mà chưa biết xếp hình thì chui vào đây chúng mình dạy. Tác tất cả những đứa chưa biết xếp hình vào đây nhá. 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Nói cho mình dạy xếp hình này. 1, 2, 2. 2, 1, 2. 2, 2, 1 chung rồi. Đúng không? Vậy là mình chỉ có 1 và 2. Được chưa? Vậy mình chỉ có 2 chất. Nhá. Mình chỉ có 2 chất. 2 triglyceride thỏa mãn tính chất trên. Đấy. Đây là cái bài này là bài dành cho những bọn biết xếp hình. Những bọn nào không biết xếp hình thì phải ngậm tăm mà nghe. 2. Ôi thế nhiều đứa biết xếp hình phết nhỉ. Dương Nguyễn hình như không biết xếp hình rồi. Lưu Trần Ngọc Thuật biết đúng không? Ai? Nào mình có sang câu tiếp, câu số 51. Câu tiếp theo, câu số 51 xếp hình. Nào, mình sang câu tiếp câu số 51. Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? PVC hay tên còn gọi khác nó là polyvinyl clorua. Polyvinyl clorua. Xem lần đầu của thầy. Ui, lần đầu của thầy, thầy làm gì đâu có lần đầu. Đã mất lần đầu nó mà xem lần đầu. Xếp hình là gì? Xếp hình là vừa nãy chúng mình dạy đấy. Nào, chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? PVC là polyvinyl clorua. Polyvinyl clorua thì đi từ vinyl clorua. Viết lại phương trình hôm qua vừa mới viết xong nha. CHCl này, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này thì tạo thành CH2 này, CHCl này. Đây. Đây, được chưa? Vậy thì mình nhìn này là mình biết ngay là đi từ anh vinyl clorua đúng không? Đây, này vinyl clorua, đáp án đúng đáp án. À. Xem lại lần đầu. Nào mình sang tiếp câu số 52 nhé. 52 trong đề thi minh họa năm 2015. Câu 52 trong đề thi minh họa năm 2015. Chất nào sau đây là amin bậc 2? Thế là mình lại đi ôn lại về kiến thức về amin. Đúng không? Bây giờ mình phải đi ôn lại kiến thức về amin. Thế thì những thằng nào là amin bậc 2? Thì mình nhớ amin bậc 1. Bậc 1 là RNH2. Được chưa? Được chưa? Biết xếp glu ala glu nhưng không biết chữ mến. Yêu Nga. Thứ hai là RNH, R1, RNH, R2. Đây là amin bậc 2 này. Đây bậc 2 này. Còn mực 3 là R1, N, R2, R3. Được chưa? Vậy đây mình có này. Amin bậc 2 thì nó có dạng R1, NH, R2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Anh này nữa là amin bậc 1 nhé. Mặc dù có hai nhóm NH2 nhé. 11 giờ nhé, thông võ nhé. Anh này là amin bậc 1 nhé. Bởi vì có một nhóm NH2 nhé. Anh này là amin bậc 3 nhé. Vậy ở đây có C là amin bậc 2. Câu 53. Cho chứ đứa nào thả thính cho thoải mái, thả thính, auto thả thính luôn để chống bị dính virus cô đơn qua. Câu 53. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Nhớ nhá, phát biểu nào sau đây là sai? Protein có phản ứng màu biore, cái này đúng, chính xác luôn. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo sai. Chúng mình chỉ lấy ví dụ này thôi, nếu mà tóc chúng ta cũng là protein ấy, tóc chúng ta mà cũng tan trong nước tạo thành dung dịch keo thế thì mình gội đầu thế là cả cái thế giới này trở thành mẹ chọc lóc hết. Đúng không? Thế là cái này là sai rồi. B sai. Ok. Protein là những polypeptide cao phân tử, có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu, đúng. Thành phần phân tử của protein luôn luôn có nguyên tố nitơ. Đúng. Hello, chào Phạm Thị Tâm. Thầy quên em rồi tại vì ít xem like đấy. Ít xe video live stream nữa. Nên là cẩn thận không bị quên nhưng mà chưa quên tâm đâu. Nói vậy thôi. Câu này để hơi khó khó đánh dấu lại nhá. Tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại câu này. Câu 55. Khổ mỗi em thả thính không ai dính. Yên tâm, học chúng mình có người yêu hết. Toàn bọn gơn sinh vào học chúng mình thôi. Cho dãy các dung dịch. Dung dịch không làm đổi màu quý tím này. Dung dịch không làm đổi màu quý tím này. Nào. Câu 55. Cho dãy các dung dịch. Dung dịch không làm đổi màu quý tím là những dung dịch nào không làm đổi màu quý tím? Nào. Nhiều đấy. Chưa có bao nhiêu đứa con gái đang comment này. Em cứ nhảy vào comment thôi. Comment đúng đáp án của thầy thật nhiều vào là chúng nó thấy là em học giỏi. Tự động chúng nó phải add Facebook của em xong hỏi bài em. Nhưng mà vấn đề là em phải comment bài của thầy đúng 100% ấy. Hoặc là 100 câu thì chúng đúng 99 câu chỉ một câu mắt lé thôi. Thì là mẹ chúng nó mà kết ngay. Sau đó là thầy nhớ tên. Thế là suốt ngày thầy gọi tên. Thế là mình trở thành thiên thần học hóa. Đấy, cần một bạn dạy hóa và làm người yêu mình luôn. Đấy, kinh chưa? Đấy, chúng nó thả thính dã man không? Bọn gái dã man lắm. Nào, mình cho dãy các dung dịch. Dung dịch không làm đổi màu quý tím này. Lưu ý nhá.
dung dịch không làm đổi màu quỷ tím. Anh đầu tiên là anh acid formic. Acid formic thì làm quỷ tím đổi thành màu đỏ. Đấy chứ? Làm quỷ tím đổi thành màu đỏ. Đỏ. Đây là etin amin thì làm quỷ tím đổi thành màu xanh. Nớt 3 là ammoniac làm quỷ tím đổi thành màu xanh. Riêng phenol là không làm đổi màu quỷ tím. Đấy chứ? Vậy đáp án đúng đáp án C. Ok. Sang câu 56 nhá. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Lưu ý, chúng mình vừa mới nói là điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc. Điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc là nó có thằng chó hoặc là nó có đầu HCOOR phải. Đúng không? Đấy là điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc. Thế thì mình có này, anh này không có, anh này không có, anh này không có, anh này có HCOO. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, ok. Câu 57 nào. Câu 57. Đúng rồi, tán nhau thoải mái. Bây giờ là phát người yêu, bây giờ sắp đến 14 tháng 2 rồi còn kênh kiệu làm gì nữa. Mau mau có đứa mà cầm tay đi mà đi chơi không khổ thân. Còn chống, các em biết không, khi mà hôn nhau ấy thì là sức đề kháng của cơ thể con người tăng lên luôn. Khi mà con người hôn nhau thì nó giống như kiểu là hai cái hệ tiêu hóa được thông với nhau. Hai hệ tiêu hóa được thông với nhau, thế là 1 triệu vi khuẩn từ miệng đứa này chuyển sang miệng đứa kia. Thế là như vậy chúng ta nhân chéo, chúng ta đã có 2 triệu vi khuẩn. 2 triệu vi khuẩn sức đề kháng tự nhiên tăng lên, thế thì virus corona hay bố corona gặp phải cũng chết hết. Câu 57. Cho các chất. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là anilin. Chúng ta phải nhớ anilin là gì? C6H5NH2. Đúng không? Anilin. Đấy. Không tác dụng với NaOH, vậy anh này có tính 3 giờ. Saccharose không tan trong NaOH mà chỉ làm sao? Tác dụng với axit thôi. Glycine. Glycine H2NRCOOH. Đúng không? Thì anh này có nhóm COH này sẽ tác dụng với NaOH. Một cháu. Acid glutamic. Acid glutamic là anh này. 1, 2, 3, 4. COOH. Thế, thiếu mất một thằng. Đây, một thằng mình nhảy xuống đây. C. OOH. Đúng không? NH2 đây. Thế lưu ý này. Cháu này này. Nhìn này. Có phải là nó có hai nhóm COH nên nó tác dụng được với NaOH rồi. Nhìn thấy chưa? Vậy là chắc chắn cả axit glutamic. Chúng mình viết lộn đấy. Thằng C phải nằm đây. Nhá. Chúng mình vừa viết lộn. Các cháu thông cảm tí. Nhưng mà nói chung là sơ sơ nó vẫn trông như vậy. Đúng rồi. Tác dụng với NaOH. Vậy là mình có một chất. Hai chất. Một chất này. Hai chất. Đó là glycine và axit glutamic. Hai chất. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. B bỏ. B bỏ. Nào chúng ta tiếp tục nhá. Sang câu tiếp theo. Câu số 58. Câu số 58. Kết quả thí nghiệm ở của các chất. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử. Đây này, Dũng đang thả thính này, kèm mấy ngày này. Không cần giá đâu Dũng ơi, em đừng ghi giá vào đây. Mình chỉ cần mấy lụ hờ thôi. Nhưng mà thầy chú mình cũng thông báo cho cháu Dũng biết là chú Binh làm thầy giáo dạy hóa quốc dân mà bao nhiêu năm nay đi dạy mà chưa được có phí là một nụ hờ nào nhá. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau. X vào dung dịch iốt có màu xanh tím. X vào dung dịch iốt có màu xanh tím. Vậy chắc chắn X của chúng ta nó phải là tinh bột. Đúng không? Nó phải là tinh bột. Vậy mình có này. Bỏ etin format. Bỏ anilin. Được chưa? Y. Dung dịch AgNO3 trong NH3. Tạo kết tụ bạc. Anilin làm gì có kết tụ bạc? Đúng không? Vậy nó chỉ có thể là gì? Etin format. Etin format là anh này. HCOO C2H5. Thì đúng là có kết tụ bạc chưa? Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta. Nhìn nốt Z. Nước brom tạo kết tụ trắng. Anilin tạo kết tụ trắng. Chính xác luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 58. Ok. Xong nha. Câu 59 hơi khó. Chúng mình đã từng giải để lại. Tí nữa chúng ta quay lại cuối buổi. Chúng ta quay lại giải câu 59 sau. Được chưa? Mình sang câu 60 nào. Mình sang câu 60 nào. Đấy, cái bọn con trai là cái bọn mà suốt ngày đã có người yêu rồi vẫn còn đi giả thả thính. Các em thấy không? Đấy. Thế nên bọn gái nó bắt buộc đi thả thính lại nhiều thôi. Câu 60. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Cùng comment đáp án với chúng mình xem nào. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Nhá. Thế chúng ta phải nhớ polymer thiên nhiên là gì? Là chúng nó có nguồn gốc từ tự nhiên.
Polymer thiên nhiên là các polymer có nguồn gốc từ tự nhiên. Vậy mình có này, thằng nào là polymer thiên nhiên? Polystyrene là tổng hợp, polypropylene là tổng hợp, polyethylene là tổng hợp. Chỉ có tinh bột là thiên nhiên thôi, tinh bột có nguồn gốc từ tự nhiên, đúng không? Lúa, ngô, khoai, sắn. Ok, thế đố các em biết tinh bột có hình dạng gì? Đố biết đấy, đố biết tinh dạng, tinh bột có hình dạng như thế nào? Sách giáo khoa ghi rõ rồi nhá, tinh bột có hình dạng như thế nào? Để chúng mình lấy ví dụ cho các cháu này. Hạt gạo thì hình gì? Củ khoai thì hình gì? Củ sắn thì hình gì? Củ tư thì hình gì? À, chung quy nó là hình gì? Đấy, câu 61. Cellulose. Đấy, đây này, Trần Đỗ Trung Thành không nhớ gì luôn đây này. Câu 61. Cellulose thuộc loại polysaccharide. Cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của cellulose là gì? Thế chúng ta nhớ này. Công thức của cellulose là gì? Chúng ta cần lưu ý. Ờ đúng rồi, bây giờ chúng mình đang chuyển sang live trưa cho nó phê. Công thức của cellulose. C6H10O5, đúng không? Đấy, rất nhiều cháu bị dính virus cô đơn qua rồi. Rất nhiều cháu bị dính virus cô đơn qua. Nào. Câu số 62, đố chỗ nào nhớ comment ở đáp án câu 62 đấy. Đố các cháu comment ở đấy. Đấy, cùng comment đáp án cùng với chúng mình để chống virus cô đơn qua nhá. Câu 62. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom? Lưu ý là không làm mất màu dung dịch brom nhá. Không làm mất màu cơ. Nhớ kỹ cái cụm từ là không làm mất màu dung dịch brom. Nhiều đứa lại không biết. Vậy mình có này. Chúng ta phải nhớ là những thằng nào thì làm mất màu dung dịch brom? Propylene. Đây, C nối đôi C, C thì làm mất màu dung dịch brom. Ethylene C nối đôi C mất màu dung dịch brom. Acetylene C nối 3 C cũng làm mất màu dung dịch brom. Cứ con liên kết bội là làm mất màu dung dịch brom. Vậy chỉ có thằng nào? Metan CH4 không thể làm mất màu dung dịch brom. Đáp án đúng đáp án D. Câu 63. Tên gọi của chất CH3CH. Ui rồi ôi, cái những cái câu này dễ ẩn ơ thế này này, thế mà ối đứa không biết nhá. Ối đứa không biết, ối đứa không làm được. Này chúng ta cùng xem này. Tên gọi của chất CH3COH là gì? Acid acetic. Acid acetic. Đáp án đúng đáp án D. Câu 64. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Đây, chú Minh là của mình rồi. Dân chơi thủ khoa lên tiếng. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Điều kiện thường nhé, lưu ý ở điều kiện thường. Đây đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 này, các cháu nhìn này. Vậy mình có này. Benzen C6H6 không là mất màu. Metan CH4 không là mất màu. Butan C4H10 không là mất màu. Ethylene CH2 nối đôi CH2 làm mất màu dịch brom. Vậy đáp án đúng đáp án B, để các cháu chú ý nhá. Đây là cái câu này nó toàn bộ hỏi về những chất của lớp 11 con gì. Thế là thi trung học phổ thông quốc gia là có kiến thức lớp 11. Thế nếu chúng ta mà không học lớp 11 là toang, đúng không? Đấy, cẩn thận. Sang câu 65. Để đi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Trùng hợp ethylene thì thu được polymer có tên gọi là. Trùng hợp ethylene thì thu được polymer có tên gọi là. Thế chúng ta có này, ethylene này, CH2 nối đôi CH2, đúng không? Trùng hợp nó, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì thu được CH2 đây N lần, đúng chưa? Vậy anh này chắc chắn mình thu được là gì? Ethylene thì ta thu được anh này là polyethylene, được chưa? Vậy thì đáp án đúng chúng ta là đáp án A, polyethylene các cháu nhá. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu số 66 trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc. Khi nhựa PVC cháy thì sinh ra nhiều khí độc. Trong đó có khí X
Thế thì PVC là gì? PVC đây, polyvinyl clorua. Nhựa PVC đây, CH2 này, CHCl này. Đây, đây là PVC. Khi cháy thì sinh ra nhiều khí độc. Thì nó sinh ra những khí gì? CO2, H2O, HCl. Đúng chưa? Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO3, CO2 sục vào AgNO3 thì không có hiện tượng gì đúng không? Thu được cái tủa trắng, vậy chắc chắn nó chỉ có thể là HCl. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ HCl. Đấy. Những cái câu hỏi về trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia nó thường hay gắn liền với lại hiện thực thực tế trong cuộc đời. Các em cần chú ý học để chúng ta gắn liền với vừa học, chúng ta vừa phải gắn liền với lại thực tế thì chúng ta mới nắm chắc được. Và sang câu tiếp, câu số 67. Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, đúng rồi, tâm chính xác. Glucose là một loại monosaccharide. Glucose là một loại monosaccharide. Có nhiều trong quả nho chín. À, chúng mình vừa nhắc xong. Có nhiều trong quả nho chín này, hay là huyết thanh ngọt này, vân vân vân. Thì công thức phân tử của glucose là gì? Công thức phân tử của glucose C6H12O6, đúng không? Đây, C6H12O6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 68. Chất nào sau đây thuộc loại alcohol đơn chức bạch hở? Chất nào sau đây thuộc loại alcohol đơn chức mạch hở? Thế thì mình biết là bọn alcohol đơn chức mạch hở đấy nó như thế nào. Đầu tiên đơn chức là một nhóm OH đã. Nhìn cháu này này, hai chức vứt. Nhìn cháu này này, chó không có OH vứt hai loại được hai cháu luôn. Tiếp tục nhá. No là phải không có nối đôi. Mình nhìn cháu này này, có nối đôi, vứt nốt đấy. Những cái câu từ này rất là đơn giản. Đôi khi chúng ta không cần nhớ kiến thức, chúng ta chỉ cần làm, chúng ta logic một chút thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể giải được những cái câu này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Câu 69. Thủy phân STX trong dung dịch NaOH. Thủy phân STX trong dung dịch NaOH.
Nào, chúng ta có câu minh họa đề câu 41 đề minh họa năm 2019. Chúng ta không nói năng gì nhiều nữa, chúng ta tập trung vào làm bài tập. Và các cháu nhớ comment đáp án thật mạnh mẽ vào để mà cho mình vừa tổng ôn ở lý thuyết, bởi vì chúng biết là rất nhiều bạn là toàn lý thuyết hữu cơ rồi. Đây là một cái mà rất là quan trọng dành cho các bạn và các cháu nhá. À, phần hữu cơ ăn Tết xong là quên vợ ấy rồi, sau lại còn nghỉ 2 tuần này nữa. Sau lại còn nghỉ 2 tuần nữa. Được chưa? Sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn làm giảm mùi tanh. Chúng ta phải hiểu là cái mùi tanh của cá là do cái gì? Mùi tanh của cá là do các anh amin, đúng không? Các anh amin là RNH2. Thế thì amin là RNH2 này là nó có tính gì? Tính bazơ. Được chưa? Thế giấm ăn là gì? Giấm ăn là bắt nguồn từ axit là CH3COOH. Được chưa? Em vào thành phố mình gặp nhau, ok. Nhớ đeo khẩu trang nhá. Vậy mình thấy này, có phải là rõ ràng là giấm ăn là axit thì CH3COOH nó tác dụng với RNH2 đúng không? Được chưa? Nó tác dụng với RNH2. Được chưa? Vậy thì tại vì anh Trần chưa đặt xem trước. Đấy, thế nên là khi mà hai này tác dụng với nhau thì mùi tanh sẽ bị giảm. Nên sau khi mổ cá có thể dùng giấm anh ăn để làm giảm mùi tanh là chính xác. À đúng. Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo. Cái này phải hỏi mấy thằng con trai. Mấy thằng con trai rất hay dùng mấy cái loại dầu này mà nó biết là như thế nào. Như chú Minh vẫn dạy trên lớp thì dầu thực vật thì nó trơn hơn, còn dầu nhớt thì nó xước hơn, nó đau hơn, đúng không? Thế nên là nó không phải có thành phần chính. Dầu thực vật thì chính xác thành phần chính là chất béo. Nhưng mà dầu nhớt bôi trơn máy thì là thành phần chính là các hydrocarbon mạch dài. Và do nó là các hydrocarbon mạch dài nên nó chỉ gồm có carbon và hydro. Còn dầu thực vật thì chất béo nên nó có carbon, hydro và oxy. Đây, nên là đều có thành phần chính là chất béo là sai. Được chưa? B, sai. Hello, chào cả nhà. Câu C. Cao su khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Cái câu này thì chúng ta chính xác luôn. Ngày xưa khi mà nghiên cứu ra cao su ấy, thì cao su nó rất dễ bị mài mòn. Chắc là chạy một quãng đường khoảng 1 km thì bay mất một cái lốp rồi. Chính vì vậy nên là loài người mới phải tìm ra, nghiên cứu ra một cái cách đó là lưu hóa cao su. Có nghĩa là tạo thành các cái đầu, các cái cầu đi sunfua để liên kết giữa các cái mạch isoprene lại với nhau. Thì từ khi mà lưu hóa vậy thì có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Chính vì vậy nên là khi mà đốt những cái lốp xe chúng ta thấy có mùi khó chịu, đúng chưa? Đó là một sản phẩm của SO2 gây ra cho chúng ta khó chịu nhức đầu đấy nhá. Chào Nguyễn Thị Nga, hello, chào tất cả các bạn và các em. Các em nhớ xe video livestream lại về tường nhá. Vậy C đúng. D, khi làm trứng muối ngâm trứng trong dung dịch NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein. Chúng ta phải nhớ này, trứng của chúng ta đúng không, thì chúng ta có lòng trắng trứng là gì, albumin, đúng chưa? Lòng đỏ trứng gà thì các cũng là các protein. Vậy vì khi ngâm trong NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein là chính xác. D đúng. E, thành phần chính của bông nõn là cellulose. Thành phần chính của bông nõn là cellulose, hoàn toàn chính xác luôn. Chính xác, thành phần chính của bông nõn là cellulose. Nó có 99% là cellulose, các cháu nhớ nhé. 99% là cellulose. G, để giảm đau nhức khi bị kiến đốt. Thế chúng ta phải hiểu là tại sao khi bị kiến đốt ta lại bị đau nhức nhá. Tại sao khi bị kiến đốt ta lại bị đau nhức? Tại vì thế này, ở bên trong đít con kiến hay ở bên trong đít con ong thì cái dung dịch mà nó tiết ra khi nó cảm giác thấy bị nguy hiểm đó là dung dịch acid formic. Đây là một thằng acid. Acid này khi vào da chúng ta sẽ gây bị bỏng. Chúng ta bị bỏng acid, được chưa? Thế vì vậy nên là để vào vết đốt để giảm đau nhức thì bôi vôi tôi. Vôi tôi chúng ta là gì? Là CaOH 2 lần. Đúng không? Vậy đây là một anh kiềm, đây là một acid, acid tác dụng với kiềm. Vậy là kiềm có khả năng trung hòa acid nên khiến chúng ta giảm đau nhức, được chưa? Chính xác. Vậy là đúng. Vậy ở đây mình có này, chúng ta nhìn thấy này, với những cái đề thi minh họa cũng như đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 hay 2018 trở lại đây thì các thầy ra đề cũng như Bộ Giáo dục đã yêu cầu chúng ta phải có kiến thức, hiểu và biết về thực tế rất là nhiều. Nên các em chú ý là song song với việc không chỉ luyện bài tập mà chúng ta còn phải đi hiểu về mặt lý thuyết nữa. Đấy chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ có A, C, D, E, G. Mình có tổng cộng là 5 nhận định đúng. Đáp án đúng là đáp án A. Đấy chưa? Các cháu ơi, chú Minh rất hay bị mắt lé. Thế nên là các cháu nhớ comment đáp án để mà chú Minh nhìn thấy, nhỡ chẳng may chú Minh có bị mắt lé thì chú Minh còn nhìn rõ là chú Minh bị nhầm, chú Minh còn sửa thật nhanh nhá. Mắt của chú Minh hay bị lé lắm. Nào, mình sang câu 42 đề minh họa năm 2015. Ở trên thế giới có rất nhiều người mắc bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất gì? Trên thế giới nhá, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá này. Nguyên nhân chính do trong khói thuốc lá có chứa cái gì? Có rất nhiều người bảo với chú Minh là hút thuốc lá không độc, nhưng chú Minh thấy là hút thuốc lá khá là độc. Đấy chưa? Hút thuốc lá chia thành hai loại người, một loại là hút thuốc lá thì nó gầy đi, một loại là hút thuốc lá là nó béo đi, nhưng chung quy tất cả đều bị đen phổi hết.
Được chưa? Thế thì ở đây mình có là khói thuốc lá thì có chứa thằng nào mà gây độc, đó là nicotine, được chưa? Vừa chất gây nghiện và vừa chất gây độc. Và kể cả thuốc lá điện tử thì cũng như vậy, được chưa? Aspirin là thuốc cảm đúng không? Caffeine là chất gây nghiện ở bên trong cà phê, còn morphine là chất này là như là không nhớ, nếu nhớ không nhầm là morphine như ở trong là kháng sinh à? Hay là thuốc như kháng sinh, nhớ không nhầm là vậy. Đúng rồi, ok, à chính xác luôn. Chúng ta sang tiếp câu số 43 trong đề minh họa năm 2015. Đúng rồi, à chính xác, cảm ơn Minh Đào Công. À, các bạn mà đăng ký mua quyển sách này thì có thể inbox cho chị Thanh Dịu ở phía dưới hoặc inbox ở cái link ở phía dưới nhé. À, khi mà đăng ký mua cuốn sách này thì em sẽ được tặng kèm thêm một bộ video giải full cuốn sách này do chúng mình mua lên livestream. Được chưa? Mình sang câu 43. Ankin là những hydrocarbon không nọ. Ankin là những hydrocarbon không nọ. Ui, cái này là kiểm tra lại phần kiến thức lớp 11. Đấy, đứa nào mà không nhớ phần kiến thức lớp 11 là toang. Toang luôn, toang cả nải luôn. Ankin là những hydrocarbon không nọ. Mạch hở có công thức chung là. Thế chúng ta phải nhớ là đã, định nghĩa của ankin là gì? Để chúng mình vừa dạy chúng ta vừa ôn lại. Chúng ta vừa ôn lại kiến thức. Ankin là những hydrocarbon không no trong phân tử có chứa một liên kết 3CC. Được chưa? Thế thì một liên kết 3CC này thì bao gồm một liên kết sigma và hai liên kết pi. Được chưa? Nó bao gồm một liên kết sigma và hai liên kết pi. Thế ở đây chúng ta lưu ý này. Mọi hydrocarbon chúng ta thì đều có công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 trừ 2K. Lưu ý nhé. Chúng ta có K bằng pi cộng vòng. Do anh này là hydrocarbon mạch hở rồi nên không có vòng. Pi chúng ta vừa tìm là 2pi. Vậy K chúng ta bằng 2. Vậy thế vào đây thì mình sẽ được là ankin chúng ta sẽ có dạng là CnH2n này cộng 2 trừ đi 2 nhân 2 là trừ đi 4. Vậy là CnH2n trừ 2. Được chưa? Vậy ankin của chúng ta đều có công thức tổng quát là CnH2n trừ 2. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Sang câu 44. Khả năng cao là các cháu học sinh của chúng mình là không bị dính virus corona đâu. Nhưng mà cứ ở nhà nhiều như này đến tận 16 tháng 2 mới đi học thì chúng ta sẽ bị dính virus cô đơn qua. Đấy. Bao nhiêu cháu bị dính virus cô đơn qua thì chấm cho chúng mình biết xem nào. Ui dồi ôi, bao nhiêu cháu bị dính virus cô đơn qua. Câu 44. Câu 44. Nào, mình có câu 44. Câu 44, tên thay thế của ancol, tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2OH là gì? Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2OH là gì? Đấy, mình có này. À, tên thay thế nhé. Lưu ý, chúng ta phải lưu ý từ tên thay thế. À, nhiều bạn là chọn nhầm tên thường, đúng chưa? Bị dính 18 năm nay là chú Minh còn bị dính 28 năm rồi cơ. Cháu có gì mà kêu? Nào, vậy mình có là anh này có 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. Vậy mẹ em phải, đúng không? Mẹ em phải. Vậy anh này là propan, đúng không? Bỏ pentan đi, lừa những đứa mà không biết gì đây. OH đính ở đầu tiên, vậy là 1. Vậy là propan, 1 ol. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Hello, chào Hoàng Thị Tú, chào Nguyễn Thúy Nga. Hello, chào cả nhà. Các thanh niên lớp offline nhớ xem video live stream lại cho thầy nhá. Để cho các bạn cùng vào xem live stream của chúng ta. Được chưa? Nào tiếp tục. Tiếp tục nào. Câu số 45. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Mệt mỏi đấy. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc nào các cháu? Chất nào sau đây phản ứng tráng bạc? Đố biết. Đố biết luôn. Nào, chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Ta có nha. Để điều kiện để có phản ứng tráng bạc, lưu ý này, điều kiện để có phản ứng tráng bạc, nó là phải có yêu cầu cái gì? Nó là phải có nhóm chó. Được chưa? Bắt buộc phải có nhóm chó. Hoặc là có HCOOR phải. Một trong hai điều kiện. Vậy mình có này. Anh này không có chó, vứt. Anh này ancolitic không có. Anh này là metinamin không có, vứt. Anh này là acid acetic không có, vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Anh này là aldehyde acetic. Có chó, được chưa? Chọn ngay. Tiếp tục nha, sang câu 46. Sang câu 46. Đề minh họa năm 2015. Cho dãy các dung dịch sau. Số dung dịch phản ứng được với phenol. Thế muốn biết là những dung dịch nào có khả năng phản ứng được với phenol ấy, thì chúng ta phải lưu ý một điều. Lưu ý một điều là phenol là công thức như thế nào đã. Phenol công thức của chúng ta là C6H5OH. Đúng không? Phenol công thức của nó là C6H5OH. Đây là cuốn 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết. Được chưa?
C6H5OH. Thế thì C6H5OH có tính gì? Nó có tính axit yếu. Axit yếu. Khi mà nó có tính axit yếu thì chắc chắn nó không phản ứng với bọn axit. Thế là bỏ ngay được HCl. Thế vậy là nó sẽ phản ứng được với NaOH dung dịch kia. Đúng không? Chú ý, bởi vì nó có tính axit yếu nên nó không phản ứng với NaHCO3. Chúng ta có một phản ứng chứng minh là phenol không phản ứng với NaHCO3, đó là phản ứng mà CO2 cộng H2O cộng với lại C6H5ONa được ghi trong sách giáo khoa lớp 11 để tạo thành C6H5OH kết tủa cộng với NaHCO3. Đây, phương trình này khiến cho chúng ta nhìn thấy là C6H5OH tồn tại trong NaHCO3 nên chúng nó không phản ứng với nhau. Và dĩ nhiên nó cũng không phản ứng với NaNO3. Đúng không? Bỏ tiếp. Cuối cùng có phản ứng với brom để tạo thành kết tủa máu trắng nhá. Vậy mình chỉ có mấy chất thôi. Đây, thầy vừa nhìn thấy là bạn Minh Đào Công comment đúng này, hai chất NaOH và Br. Đáp án đúng đáp án A. À, hai chất. Đấy. Mấy cái câu để minh họa này nó rất là hay thi. Các cháu chú ý nhá. Chú ý học, share lại video livestream lại về tường và tag tất cả các bạn ở trong video livestream. Được chưa? Nào mình tiếp sang câu 47. Câu 47. Một số axit như axit oxalic, axit tartric gây ra vị chua trong quả sấu xanh. Ui giời ơi, quả này thì các bạn nữ là cực kỳ thích ăn. Thích ăn lắm, nào là sấu xanh xong xoài xanh xong cóc xanh. Ui giời ơi, nói là phát là nước bọt chảy nhầy nhụa. Nào, trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây là giảm vị chua? Thế vị chua là gì? Vị chua là do axit. Vậy giảm vị chua, giảm vị chua thì đợi là giảm nồng độ axit xuống. Giảm nồng độ axit xuống thì nó phải tác dụng thằng bazơ. Được chưa? Dĩ nhiên không để cho giấm ăn là được. Cái này chúng ta biết thừa, nó càng chua thêm thôi. Đúng không? Muối ăn thì khiến cho mặn thêm chứ chẳng có giảm độ chua. Phèn chua, phèn chua không, ăn phèn chua vào mà đi à? Đúng không? Vậy chỉ có nước vôi trong CaOH 2 lần. Dung dịch nước vôi trong cho chúng ta môi trường kiềm thì cho vào đây để giảm vị chua của quả sấu. Được chưa? Nhưng đừng có đứa nào ăn sấu xanh thấy chua quá lại đi chấm với lại nước vôi trong nhá. Hoặc ngâm không ổn. Được chưa? Vậy là bỏ ngay. Vậy đáp án đúng đáp án A. Thầy đừng nhắc tới đồ ăn. Nghỉ ở nhiều, nghỉ ở nhà nhiều khổ thế. Bây giờ không có đồ ăn vặt. Nhỏ thật. Hello, chào Vũ Hồng Ánh. Nó sang tiếp câu 48. Câu 48. Khi bị ốm, mất sức. Khi bị ốm, mất sức. Nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là. Thì cái chất này còn được gọi là huyết thanh ngọt nhé. Nào đi thi mà đề bài có hỏi là huyết thanh ngọt thì mình phải biết. Huyết thanh ngọt. Được chưa? À, cái chất này, này nó tồn tại 0,1% trong cơ thể người. Và chúng ta còn biết được cái chất này dưới dạng là đường nho. Và nó chiếm 30% trong mật ong. Và cái chất này không thể nào khác mà nó chính là gì? Glucose. Glucose nhá. Saccharose là đường mía. Fructose là đường nho. Maltose là đường mạch nhá. Được chưa? Các cháu nhớ chưa? Mình sang câu tiếp, câu số 49. Câu số 49. Đề minh họa năm 2015. Số este có công thức phân tử là C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit kiếm ít người yêu thôi. Ui giời, cái live stream như chú Minh này làm gì có người yêu. Nào, câu 49. Số este có trong công thức phân tử C4H8 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic là. Vậy đầu của nó phải là đầu gì? HCOO. Đúng chưa? Vậy đầu tiên mình sẽ có là HCOO này. Ba thằng carbon này. Một cháu nhá. Thứ hai này, HCOO này. Đây. Cháu thứ hai nhá. Đúng chưa? Đây, thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic. Đúng không? Vậy là mình chỉ có mấy cháu thôi. Đây là cháu số 1 và đây là cháu số 2. Chỉ có hai cháu thôi, bởi vì anh này là este no đơn chức nên chỉ có hai cháu. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Đấy, các cháu nhớ lưu lại để những câu rất hay thi. Chúng ta sang tiếp. Câu 50 để minh họa năm 2015. Thủy phân một triglyceride. Ui, cái này đứa nào học live VIP của chúng mình thì nhớ ngay này. Thủy phân một triglyceride X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat. Tỷ lệ mol tướng là 1 mol. Và natri stearat tỷ lệ mol tướng là 2 mol. Thế vậy có nghĩa là 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Đặt luôn là natri acetat có ký hiệu là 2 luôn thì 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Được chưa? Để bài hỏi là có bao nhiêu triglyceride thỏa mãn tính chất trên. Có nghĩa là chỉ cần thỏa mãn thủy phân ra được 1 thằng 1 và 2 thằng 2 thôi.
đúng không? Vậy bây giờ mình đi chơi bài xếp số. Chơi bài xếp số này thì là phù hợp với những đứa nào biết xếp hình. Đấy, đứa nào mà chưa biết xếp hình thì chui vào đây chúng mình dạy. Tác tất cả những đứa chưa biết xếp hình vào đây nhá. 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Nói cho mình dạy xếp hình này. 1, 2, 2. 2, 1, 2. 2, 2, 1 chung rồi. Đúng không? Vậy là mình chỉ có 1 và 2. Được chưa? Vậy mình chỉ có 2 chất. Nhá. Mình chỉ có 2 chất. 2 triglyceride thỏa mãn tính chất trên. Đấy. Đây là cái bài này là bài dành cho những bọn biết xếp hình. Những bọn nào không biết xếp hình thì phải ngậm tâm mà nghe. 2. Ôi thế nhiều đứa biết xếp hình phết nhỉ. Dương Nguyễn hình như không biết xếp hình rồi. Lưu Trần Ngọc Thuật biết đúng không? Ai? Nào mình có sang câu tiếp, câu số 51. Câu tiếp theo, câu số 51 xếp hình. Nào, mình sang câu tiếp câu số 51. Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? PVC hay tên còn gọi khác đó là polyvinyl clorua. Polyvinyl clorua. Xem lần đầu của thầy. Ui, lần đầu của thầy, thầy làm gì đã có lần đầu. Đã mất lần đầu mà xem lần đầu. Xếp hình là gì? Xếp hình là vừa nãy chúng mình dạy đấy. Nào, chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? PVC là polyvinyl clorua. Polyvinyl clorua thì đi từ vinyl clorua. Viết lại phương trình hôm qua vừa mới viết xong nha. CHCl này, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này thì tạo thành CH2 này, CHCl này. Đây. Đây. Đấy chưa? Vậy thì mình nhìn này là mình biết ngay là đi từ anh vinyl clorua đúng không? Đấy, này vinyl clorua, đáp án đúng đáp án. À. Xem lại lần đầu. Nào mình sang tiếp câu số 52 nhá. 52 trong đề thi minh họa năm 2015. Câu 52 trong đề thi minh họa năm 2015. Chất nào sau đây là amin bậc 2? Thế là mình lại đi ôn lại về kiến thức về amin. Đúng không? Bây giờ mình phải đi ôn lại kiến thức về amin. Thế thì những thằng nào là amin bậc 2? Thì mình nhớ amin bậc 1. Bậc 1 là RNH2. Được chưa? Được chưa? Biết xếp glu ala glu nhưng không biết chữ mến. Yêu Nga. Thứ hai là RNH, R1, RNH, R2. Đây là amin bậc 2 này. Đây bậc 2 này. Còn mực 3 là R1, N, R2, R3. Được chưa? Vậy đây mình có này. Amin bậc 2 thì nó có dạng R1, NH, R2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Anh này nữa là amin bậc 1 nhé. Mặc dù có hai nhóm NH2 nhé. 11 giờ nhé, thông võ nhé. Anh này là amin bậc 1 nhé. Bởi vì có một nhóm NH2 nhé. Anh này là amin bậc 3 nhé. Vậy ở đây có C là amin bậc 2. Câu 53. Cho chứ đứa nào thả thính cho thoải mái, thả thính, auto thả thính luôn để chống bị dính virus cô đơn qua. Câu 53. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Nhớ nhá, phát biểu nào sau đây là sai? Protein có phản ứng màu biore, cái này đúng, chính xác luôn. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo, sai. Chúng mình chỉ lấy ví dụ này thôi, nếu mà tóc chúng ta cũng là protein ấy, tóc chúng ta mà cũng tan trong nước tạo thành dung dịch keo, thế thì mình gội đầu, thế là cả cái thế giới này trở thành mẹ chọc lóc hết. Đúng không? Thế là cái này là sai rồi. B sai. Ok. Protein là những polypeptide cao phân tử, có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu, đúng. Thành phần phân tử của protein luôn luôn có nguyên tố nitơ. Đúng. Hello, chào Phạm Mỹ Tâm. Thầy quên em rồi, tại vì ít xem like đấy. Ít xe video live stream nữa. Nên là cẩn thận không bị quên, nhưng mà chưa quên tâm đâu. Nói vậy thôi. Câu này để hơi khó đánh dấu lại nhá. Tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại câu này. Câu 55. Khổ mỗi em thả thính không ai dính. Yên tâm, học chúng mình có người yêu hết. Toàn bọn gơn sinh vào học chúng mình thôi. Cho dãy các dung dịch. Dung dịch không làm đổi màu quý tím này. Dung dịch không làm đổi màu quý tím này. Nào. Câu 55. Cho dãy các dung dịch. Dung dịch không làm đổi màu quý tím là những dung dịch nào không làm đổi màu quý tím? Nào. Nhiều đấy. Chưa ứng có bao nhiêu đứa con gái đang comment này. Em cứ nhảy vào comment thôi. Comment đúng đáp án của thầy thật nhiều vào là chúng nó thấy là em học giỏi. Tự động chúng nó phải add Facebook của em xong hỏi bài em. Nhưng mà vấn đề là em phải comment bài của thầy đúng 100% ấy. Hoặc là 100 câu thì chúng đúng 99 câu chỉ một câu mắt lé thôi. Thì là mẹ chúng nó mình kết ngay. Sau đó là thầy nhớ tên. Thế là suốt ngày thầy gọi tên. Thế là mình trở thành thiên thần học hóa. Đấy, cần một bạn dạy hóa và làm người yêu mình luôn. Đấy, kinh chưa? Đấy, chúng nó thả thính dã man không? Bọn gái dã man lắm. Nào, mình cho dãy các dung dịch. Dung dịch không làm đổi màu quý tím này. Lưu ý nhá.
dung dịch không làm đổi màu quỷ tím. Anh đầu tiên là anh acid formic. Acid formic thì làm quỷ tím đổi thành màu đỏ. Đấy chứ? Làm quỷ tím đổi thành màu đỏ. Đỏ. Đây là etin amin thì làm quỷ tím đổi thành màu xanh. Nớt 3 là ammoniac làm quỷ tím đổi thành màu xanh. Riêng phenol là không làm đổi màu quỷ tím. Được chưa? Vậy đáp án đúng đáp án C. Ok. Sang câu 56 nhá. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Lưu ý, chúng mình vừa mới nói là điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc. Điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc là nó có thằng chó hoặc là nó có đầu HCOOR phải. Đúng không? Đấy là điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc. Thế thì mình có này, anh này không có, anh này không có, anh này không có, anh này có HCOO. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, ok. Câu 57 nào. Câu 57. Đúng rồi, tán nhau thoải mái. Bây giờ là phát người yêu, bây giờ sắp đến 14 tháng 2 rồi còn kênh kiệu làm gì nữa. Mau mau có đứa mà cầm tay đi mà đi chơi không khổ thân. Còn chống, các em biết không, khi mà hôn nhau ấy thì là sức đề kháng của cơ thể con người tăng lên luôn. Khi mà con người hôn nhau thì nó giống như kiểu là hai cái hệ tiêu hóa được thông với nhau. Hai hệ tiêu hóa được thông với nhau, thế là 1 triệu vi khuẩn từ miệng đứa này chuyển sang miệng đứa kia. Thế là như vậy chúng ta nhân chéo, chúng ta đã có 2 triệu vi khuẩn. 2 triệu vi khuẩn sức đề kháng tự nhiên tăng lên, thế thì virus corona hay bố corona gặp phải cũng chết hết. Câu 57. Cho các chất. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là. Số chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là anilin. Chúng ta phải nhớ anilin là gì? C6H5NH2. Đúng không? Anilin. Đấy. Không tác dụng với NaOH, vậy anh này có tính 3 giờ. Saccharose không tan trong NaOH mà chỉ làm sao? Tác dụng với axit thôi. Glycine. Glycine H2NRCOOH. Đúng không? Thì anh này có nhóm COH này sẽ tác dụng với NaOH. Một cháu. Acid glutamic. Acid glutamic là anh này. 1, 2, 3, 4. COOH. Thế, thiếu mất một thằng. Đây, một thằng mình nhảy xuống đây. C. OOH. Đúng không? NH2 đây. Thế lưu ý này. Cháu này này. Nhìn này. Có phải là nó có hai nhóm COH nên nó tác dụng được với NaOH không? Nhìn chưa? Vậy là chắc chắn cả axit glutamic. Chúng mình biết lộn đấy, thằng C phải nằm đây nhá. Chúng mình vừa biết lộn, các cháu thông cảm tí. Nhưng mà nói chung là sơ sơ nó vẫn trông như vậy. Đúng rồi, tác dụng với NaOH. Vậy là mình có một chất, hai chất. Một chất này, hai chất. Đó là glycine và axit glutamic. Hai chất, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. B bỏ. B bỏ. Nào chúng ta tiếp tục nhá, sang câu tiếp theo. Câu số 58. Câu số 58. Kết quả thí nghiệm ở của các chất. Kết quả thí nghiệm của các chất XYZ với các thuốc thử. Đây này, Dũng đang thả thính này, kèm mấy ngày này. Không cần giá đâu Dũng ơi, em đừng ghi giá vào đây. Mình chỉ cần mấy lụ hờ thôi. Nhưng mà thầy chú mình cũng thông báo cho cháu Dũng biết là chú Binh làm thầy giáo dạy hóa quốc dân mà bao nhiêu năm nay đi dạy mà chưa được có phí là một lụ hờ nào nhá. Kết quả thí nghiệm của các chất XYZ với các thuốc thử được ghi ở bảng sau. X vào dung dịch iốt có màu xanh tím. X vào dung dịch iốt có màu xanh tím. Vậy chắc chắn X của chúng ta nó phải là tinh bột. Đúng không? Nó phải là tinh bột. Vậy mình có này. Bỏ etin format. Bỏ anilin. Được chưa? Y. Dung dịch AgNO3 trong NH3. Tạo kết tụ bạc. Anilin làm gì có kết tụ bạc. Đúng không? Vậy nó chỉ có thể là gì? Etin format. Etin format là anh này. HCOO. CH5. Thì đúng là có kết tủa bạc chưa? Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta. Nhìn nốt Z, nước brom tạo kết tủa trắng. Anilin tạo kết tủa trắng. Chính xác luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 58. Ok. Xong nha. Câu 59 hơi khó. Chúng mình đã từng giải để lại. Tí nữa chúng ta quay lại cuối buổi. Chúng ta quay lại giải câu 59 sau. Được chưa? Mình sang câu 60 nào. Mình sang câu 60 nào. Đấy, cái bọn con trai là cái bọn mà suốt ngày đã có người yêu rồi vẫn còn đi giải thả thính. Các em thấy không? Đấy. Thế nên bọn gái nó bắt buộc đi thả thính lại nhiều thôi. Câu 60. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Cùng comment đáp án với chúng mình xem nào. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Nhá. Thế chúng ta phải nhớ polymer thiên nhiên là gì? Là chúng nó có nguồn gốc từ tự nhiên.
Polymer thiên nhiên là các polymer có nguồn gốc từ tự nhiên. Vậy mình có này, thằng nào là polymer thiên nhiên? Polystyrene là tổng hợp, polypropylene là tổng hợp, polyethylene là tổng hợp. Chỉ có tinh bột là thiên nhiên thôi, tinh bột có nguồn gốc từ tự nhiên, đúng không? Lúa, ngô, khoai, sắn. Ok. Thế đố các em biết tinh bột có hình dạng gì? Đố biết đấy. Đố biết tinh dạng, tinh bột có hình dạng như thế nào? Sách giáo khoa ghi rõ rồi nhá. Tinh bột có hình dạng như thế nào? Đây chúng mình lấy ví dụ cho các cháu này. Hạt gạo thì hình gì? Củ khoai thì hình gì? Củ sắn thì hình gì? Củ tư thì hình gì? À, chung quy nó là hình gì? Đấy. Câu 61. Cellulose. Đấy, đây này, Trần Đỗ Trung Thành không nhớ gì luôn đây này. Câu 61. Cellulose thuộc loại polysaccharide. Cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của cellulose là gì? Thế chúng ta nhớ này. Công thức của cellulose là gì? Chúng ta cần lưu ý. Ờ đúng rồi, bây giờ chúng mình đang chuyển sang live trưa cho nó phê. Công thức của cellulose là C6H10O5, đúng không? Đấy, rất nhiều cháu bị dính virus cô đơn qua rồi. Rất nhiều cháu bị dính virus cô đơn qua. Nào. Câu số 62. Đố cháu nào nhớ comment đã đáp án câu 62 đấy. Đố các cháu comment ở đấy. Đấy, cùng comment đáp án cùng với chúng mình để chống virus cô đơn qua nhá. Câu 62. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom? Lưu ý là không làm mất màu dung dịch brom nhá. Không làm mất màu cơ. Nhớ kỹ cái cụm từ là không làm mất màu dung dịch brom. Nhiều đứa lại không biết. Vậy mình có này. Chúng ta phải nhớ là những thằng nào thì làm mất màu dung dịch brom? Propylene. Đây, C nối đôi C, C thì làm mất màu dung dịch brom. Ethylene, C nối đôi C, mất màu dung dịch brom. Acetylene, C nối 3C, cũng làm mất màu dung dịch brom. Cứ con liên kết bội là làm mất màu dung dịch brom. Vậy chỉ có thằng nào? Metan, CH4, không thể làm mất màu dung dịch brom. Đáp án đúng đáp án D. Câu 63. Tên gọi của chất CH3CH. Ui dồi ôi, những cái câu này dễ ẩn ơ thế này này. Thế mà ối đứa không biết nhá. Ối đứa không biết, ối đứa không làm được. Này chúng ta cùng xem này. Tên gọi của chất CH3COH là gì? Acid acetic. Acid acetic. Đáp án đúng đáp án D. Câu 64. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Đây, chú Minh là của mình rồi. Dân chơi thủ khoa lên tiếng. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Điều kiện thường nhé, lưu ý ở điều kiện thường. Đây đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 này, này, các cháu nhìn này. Vậy mình có này. Benzen C6H6 không là mất màu. Metan CH4 không là mất màu. Butan C4H10 không là mất màu. Ethylene CH2 nối đôi CH2 làm mất màu dịch brom. Vậy đáp án đúng đáp án B để các cháu chú ý nhá. Đây là cái câu này nó toàn bộ hỏi về những chất của lớp 11 con gì. Thế là thi trung học phổ thông quốc gia là có kiến thức lớp 11. Thế nếu chúng ta mà không học lớp 11 là toán, đúng không? Đấy, cẩn thận. Sang câu 65. Để đi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Trùng hợp ethylene thì thu được polymer có tên gọi là. Trùng hợp ethylene thì thu được polymer có tên gọi là. Thế chúng ta có này, ethylene này, CH2 nối đôi CH2, đúng không? Trùng hợp nó, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì thu được CH2, đây, N lần, đúng chưa? Vậy, anh này chắc chắn mình thu được là gì? Ethylene, thì ta thu được anh này là polyethylene, được chưa? Vậy thì đáp án đúng chúng ta là đáp án A, polyethylene các cháu nhá. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu số 66, trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Khi nhựa PVC cháy, sinh ra nhiều khí độc. Khi nhựa PVC cháy thì sinh ra nhiều khí độc. Trong đó có khí X
Thế thì PVC là gì? PVC đây, polyvinyl clorua. Nhựa PVC đây, CH2 này, CHCl này. Đây, đây là PVC. Khi cháy thì sinh ra nhiều khí độc. Thì nó sinh ra những khí gì? CO2, H2O, HCl. Đúng chưa? Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO3, CO2 sục vào AgNO3 thì không có hiện tượng gì đúng không? Thu được cái tủa trắng, vậy chắc chắn nó chỉ có thể là HCl. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ HCl. Đấy. Những cái câu hỏi về trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia nó thường hay gắn liền với lại hiện thực thực tế trong cuộc đời. Các em cần chú ý học để chúng ta gắn liền với vừa học, chúng ta vừa phải gắn liền với lại thực tế thì chúng ta mới nắm chắc được. Và sang câu tiếp, câu số 67. Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, đúng rồi, tâm chính xác. Glucose là một loại monosaccharide. Glucose là một loại monosaccharide. Có nhiều trong quả nho chín. À, chúng mình vừa nhắc xong. Có nhiều trong quả nho chín này, hay là huyết thanh ngọt này, vân vân vân. Thì công thức phân tử của glucose là gì? Công thức phân tử của glucose C6H12O6, đúng không? Đây, C6H12O6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Câu 68 đó. Câu 68. Chất nào sau đây thuộc loại alcono đơn chức bạch hở? Chất nào sau đây thuộc loại alcono đơn chức mạch hở? Thế thì mình biết là bọn alcono đơn chức mạch hở đấy nó như thế nào. Đầu tiên đơn chức là một nhóm OH đã. Nhìn cháu này này, hai chức vứt. Nhìn cháu này này, chó không có OH vứt. Hai loại là hai cháu luôn. Tiếp tục nhá. No, no là phải không có nối đôi. Mình nhìn cháu này này, có nối đôi. Vứt nốt đấy. Những cái câu từ này rất là đơn giản. Đôi khi chúng ta không cần nhớ kiến thức, chúng ta chỉ cần làm, chúng ta logic một chút thôi thì chúng ta hoàn toàn. TX trong dung dịch NaOH. Hôm qua thì bọn cháu cũng thế mà. Hello, chào các cháu. Không hiểu tại sao vừa nãy chúng mình đang live stream tự nhiên